Hèn chi. Bà con gì đó ở mũi rồi, tao ở trên đây mà sao bà con rồi. Bà con bà xa. Bà con xa. Nhìn mặt có gian vậy, cái mặt này với mặt đó sao là bà con được. Tao nói là lè lè, bà nó muốn chữ ra. Ừ, anh Nghĩa cho nó xem ba xíu cho Nghĩa. Ba là ai gì? Nghĩa ơi. Mẹ hỏi gì? Nghĩa à. Gì? Dù gì? Cái chỗ này chỗ làm việc phải cho cô quá. À. Giờ đi đâu? Anh đi vòng vòng ra ngoài đâu đâu đi vòng sưởng. Chứ có ai ghẹo đâu mà ta chửi chơi nè. Mẹ ruột đó nha. Mẹ ruột không biết. Ủa là sao? Mày đừng hỏi. Ờ ok ok. Quên. Mẹ ruột không biết. Em gặp mẹ chị tìm tôi. Ok ok ok. Đáng lẽ ví dụ này có gia đình sớm năm 21, năm 2 của người thương mở thành. Ta chịu bệnh triệu, cứ hơn 1 triệu, 8 triệu đồng bài vậy đó. Đúng không? Dạ đúng. Hiểu vậy đó. Ví dụ đến hồi lên này ngày xưa ông bà có ăn có phần có thuốc ông bà làm đầy phần con người ngày xưa nha. Năm nay cũng ví dụ vô 28 chúng sao là hậu có sao cái đô xấu nam là hậu bị cái đô ha là chị gắng giữ lại ăn tiếng nói hoàn toàn cũng chỗ rõ như vậy trong năm nay luôn. Chị là tháng 2 nè, tháng 5 là 8 rồi. À, thử việc ô lương cơ bản là 4.7 triệu, à, còn phụ cấp này kia là 5.1 triệu và tổng lương ha, tổng lương rồi chưa bao gồm tiền cơm với là tiền tăng ca. Tiền cơm thì 25.000 một phần, tức là mình ăn tự túc hết cơm công ty sẽ trả lại tiền á, 25.000 phần rồi buổi trưa ha, còn nếu mà mình tăng ca từ 2 tiếng trở lên thì được 25.000 tiền cơm nữa, tăng ca 1 tiếng thì không được ha. À, bao bì giấy cạc tông á, cái thùng hộp á, cái thùng cạc tông giấy á. Dạ, sao coi lại. À, nhiều chuyện rồi, thấy chưa, thấy cái nhiều chuyện rồi đó. Cho tâm linh đó, nghi gì là có đó đó nha. Chủ yếu ở nhà thôi, ở nhà mình cứ niệm Phật. Ông bà chứ ông nhóm tánh Phật cũng được. Ông mà giác dành hả? Dạ. Hay là nhâm dành? Ông 47 á. Giác dành. Ông dặn ai, ông dặn nói giết được là giết đó nha. Nhưng mà con ca dùng dài cái quên, không có dùng dài. Đúng đem dắt dần này phải 2-3 giờ. Có giá gì không? Đây nè. Lâu rồi. Quê con ở đâu? Gốc ở Cà Mau đó chú. Mình muốn tay mặt đây. Quý dậu ta xuống với quý dậu này khổ tâm rồi. Lo đủ thứ hết trơn ha. Chém chết chém mình lại chúng ta chúng nạn rồi. Có cái lời giái nè. Có nhiều chuyện không? Có nhiều chuyện không? Hello, yeah.
mất quán mà mai lãnh nợ, mua người giúp người mất nạn nữa. Chơi bạn nửa lớn nửa lên chơi, thằng nó nhỏ hơn còn là bị phản không nha. Năm nay hỏi mượn tiền mượn rồi vậy thì không đưa ra là dính đó. Nói chung mà nguyên năm nay nè.